Tôi cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 3, công an thành phố chính thức có thông tin về vụ việc nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, nói mình là cháu gái bộ trưởng Bộ Công an. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, trên phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một nữ tài điều khiển xe Kia Sentos biển kiểm soát 30H119XX được cho là đã không cẩn thận và va chạm với nam thanh niên chạy xe máy Dream biển kiểm soát 30Z568XX. Khi nam thanh niên gõ cửa xe hỏi chị đi kiểu gì thế, bất ngờ nữ tài xế đã lớn tiếng mắng chửi và có ý định tấn công nam thanh niên. Khi được can ngăn, nữ tài xế còn lớn tiếng nói là cháu gái của một bộ trưởng. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông đã có mặt giải quyết và khuyên ngăn hai bên tuân thủ pháp luật và ứng xử có văn hóa. Đáng nói, khi được can ngăn, nữ tài xế còn lớn tiếng nói là cháu của bộ trưởng Bộ Công an và gọi công an là thằng. Hành động này đã gây khó chịu cho tất cả mọi người chứng kiến nên người dân đồng loạt chặn đầu xe yêu cầu lực lượng chức năng test nồng độ cồn đối với nữ tài xế tại nơi xảy ra sự việc. Ban đầu xác định người điều khiển ô tô là chị LHT ở quận Tây Hồ, Hà Nội và người điều khiển xe máy là anh NVA ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Kiểm tra nồng độ cồn với chị LHT cho kết quả 0,573mg trên lít khí thở. Anh NVA không có nồng độ cồn. Tiếp đó, cảnh sát giao thông đã đưa hai lái xe vào bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra chất kích thích và tạm giữ hai phương tiện nói trên. Cùng với đó, chúng tôi cho test cả ma túy, nhưng người này âm tính với ma túy. Vị chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho hay. Về thông tin, người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn này được cảnh sát giao thông đưa lên xe ô tô ngồi. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, trong lúc tranh cãi với nam thanh niên đi xe máy, người nhà của nam thanh niên này có mặt tại hiện trường rất đông. Để tránh tình trạng quá khích dẫn đến hậu quả đáng tiếc, nên tổ công tác đã đưa người phụ nữ này lên xe ô tô. Thông tin lái xe này là người nhà của ai đó, nên chúng tôi bảo vệ là không chính xác. Lúc này người nhà của nam tài xế đi xe máy ra hiện trường rất đông, để tránh tình trạng xô sát không đáng có, chúng tôi đã đưa người phụ nữ này lên xe. Sau khi xảy ra vụ việc, một số trang mạng xã hội đưa tin chị LHT tự xưng là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Lực lượng chức năng đã xác định chị LHT không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an. Hiện phòng cảnh sát giao thông đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 5 người tử vong tại chỗ, Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tạm giam đối với Lê Văn Tân, sinh năm 1985, trú tại thôn Cậy Sơn 1, xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, điều 260 Bộ luật hình sự. Lê Văn Tân là người điều khiển xe đồ kéo, biển kiểm soát 15C07526. Kéo theo semi-remote biển kiểm soát 15R-00896 gây ra vụ tai nạn khiến 10 người thương vong tại km 150-850 đường Quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang vào sáng ngày 5 tháng 3. Trước đó khoảng 1 giờ 36 ngày 5 tháng 3 tại km 150-850 Quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô đầu kéo biển số 15C07526 kéo theo sơ mi biển kiểm soát 15R00896 do tài xế Lê Văn Tân điều khiển với xe ô tô chở khách biển kiểm soát 23F00058 do anh Phan Văn Quý, 41 tuổi, trú tại tỉnh Hà Giang điều khiển. Vụ tai nạn làm 5 người đi trên xe ô tô khách tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện, 3 người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông, đồng thời tiến hành các hoạt động tố tụng khác theo quy định của pháp luật để làm rõ nội dung vụ việc và người vi phạm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Mới đây, lãnh đạo Ủy ừ ban Nhân dân xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một xe khách và một xe tải khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Theo thông tin ban đầu khoảng 7 giờ 50 phút ngày 4 tháng 3, xe ô tô tải biển kiểm soát 81C 11623 do Hồ Hữu Nhờ, sinh năm 1989, trú tỉnh Nghệ An, điều khiển theo hướng Tây Đông qua tuyến DT638 thuộc địa phận thôn Lạc Sơn, xã Mỹ Trinh thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách biển kiểm soát 77B-02633 do Nguyễn Minh Khôi sinh năm 1984, trú thị trấn Tăng Bạc Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định, điều khiển theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến nhờ tử vong tại chỗ, Khôi bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chỉ có tài xế, không có hành khách. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng. Cú va chạm kinh hoàng khiến cho xe khách bị xé toạc phần trần xe và nhiều bộ phận khác bị văng xuống đường. Chứng kiến hiện trường, nhiều người dân không khỏi ớn lạnh. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Liên quan đến vấn đề tai nạn giao thông, mới đây Công an huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai cho biết bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường vào trạm dừng chân cao tốc Long Thành dầu dây Phan Thiết là do tài xế ô tô khách thiếu chú ý quan sát. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 2 tháng 3 tại đường dẫn trạm dừng chân cao tốc Long Thành dầu dây Phan Thiết, đoạn thuộc xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ. Thời điểm này, ô tô khách loại 52 chỗ do tài xế Phạm Văn Chính, 55 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ điều khiển, đi theo hướng Long Thành dầu dây. Khi vào đường dẫn của trạm dừng chân cao tốc, ô tô khách đã tông vào đuôi xe container 29C80565 do tài xế Ngô Trọng Tùng, ngụ Hà Nội điều khiển, đang đổ xe phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô khách Phạm Văn Chính tử vong. Một số hành khách trên xe bị thương nhẹ, phần đầu biến dạng, đầu xe bể nát. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân do tài xế ô tô khách thiếu chú ý quan sát dẫn đến đâm vào đuôi xe đầu kéo gây tai nạn. Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an huyện Bào Bàng giáo diết truy bắt các đối tượng cướp tiệm vàng tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương, xảy ra vào trưa ngày 3 tháng 3. Theo thông báo của Công an huyện Bào Bàng phát đi vào cuối ngày 4 tháng 3, vào khoảng 12 giờ ngày 3 tháng 3, bốn đối tượng đi trên hai xe máy đã xông vào tiệm vàng bích quý nằm trên quốc lộ 13 ở thị trấn Lai Uyên chĩa súng đe dọa chủ tiệm vàng để đồng bọn dùng búa đập tủ kính, cướp đi một lượng vàng lớn rồi tẩu thoát. Theo cơ quan công an, nhóm cướp gồm 3 nam và một nữ, sử dụng hai xe máy nhãn hiệu Exciter và Vario, biển số thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước để đến gây án và tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi cướp vàng. Công an huyện Bào Bàng đề nghị người dân và các cơ sở kinh doanh thông báo đến cơ quan công an nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng cũng thu thập được nhiều thông tin và hình ảnh liên quan đến các đối tượng gây án. Hiện các mũi trinh sát đang khẩn trương truy bắt nhóm cướp này. Theo hình ảnh từ các camera an ninh, vào lúc 11 giờ 56 trưa ngày 3 tháng 3, nhóm 4 người bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác, mang theo ba lô chạy hai xe máy như đặc điểm nêu trên, dừng trước sân của tiệm vàng Bích Quý. Sau khi dừng xe, cả nhóm người đi vào bên trong tiệm vàng. Tại đây, một người đàn ông trong nhóm bất ngờ rút một khẩu súng trong người chĩa thẳng vào bà Trần Thị Ngọc Bích, chủ tiệm vàng để uy hiếp. Cùng lúc, đồng bọn lấy cây búa đập bể tủ kính rồi gom một số lượng trang sức bằng vàng cho vào ba lô chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát. Quá trình bỏ chạy, chiếc xe nhãn hiệu Exciter biển số thành phố Hồ Chí Minh bị hư bánh nên ghé vào một tiệm sửa xe trên đường để sửa. Một người đàn ông ngồi trên xe này cũng thay đổi trang phục để tránh bị phát hiện. Theo trình báo với cơ quan công an, số vàng bị mất khoảng gần 40 cây, trị giá khoảng hơn 1,6 tỷ đồng. Chị Trần Thị Ngọc Bích chủ tiệm vàng kể lại, thời điểm bị tên cướp dí súng đe dọa, chị như đứng hình, chưa kịp định hình lại thì bọn cướp lại gom hết vàng bỏ chạy. Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi và chồng lúc đó không dám la hét, chỉ lo an toàn cho đứa con gái và bế con bỏ chạy thôi. Lúc đó tôi và chồng không biết làm gì khác, chị Bích bàng hoàng nhớ lại. Chị Bích kể, khi nhóm cướp đi vào tôi hỏi mua hay bán vậy? Một người cao to nhất nhóm đi trước trả lời là bán, bán. Sau đó người này không nói thêm bất cứ câu gì nữa và chỉ rút súng ra chĩa thẳng về phía tôi, rồi một người khác đập tủ. Sau đó cả nhóm lấy hết vàng trong tủ rồi bỏ chạy. Chị Bích cho biết thêm, lúc tên cướp chĩa súng vào người, chị sợ quá nên trốn dưới bàn. Chị nghe tiếng nổ lớn cứ tưởng là tên cướp nổ súng. Chị Bích sợ quá kiểm tra trên người thì không bị sao. Lúc tôi nghe tiếng nổ, tôi sợ quá, chỉ sợ tên cướp bắn vào tôi hoặc bắn chồng con tôi sau đó mới phát hiện đó là tiếng nhóm cướp dùng búa đập bể tủ chứa vàng chị bích chia sẻ chị bích nhận định rằng nhóm này đã tìm hiểu và quan sát tiệm vàng chị từ trước vì lúc vào hành động rất nhanh và chọn tủ có chứa nhiều vàng có kích thước và trọng lượng lớn nhất để cướp một số người dân gần sát tiệm vàng bị cướp cho biết thời điểm xảy ra cướp không hề nghe bất cứ tiếng động nào chỉ khi công an có mặt tại tiệm vàng khám nghiệm mọi người hỏi thăm mới biết tiệm vàng vừa bị cướp Chị Trần Thị Kim Dung người dân cho biết, chưa ở đây vắng lắm, mà tôi ở đây không nghe thấy gì hết. Khi thấy công an rất đông ở tiệm vàng mới biết tiệm bị cướp thôi, chứ không nghe thấy hô hoán gì. Đáng chú ý, tại thị trấn Lai Uyên những năm qua liên tiếp xảy ra các vụ án cướp táo tợn. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, một đối tượng xông vào phòng giao dịch của ngân hàng BIDV cướp đi khoảng 500 triệu. Sau khoảng 1 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt khẩn cấp cùng tăng vật. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2022, phòng giao dịch ngân hàng này lại tiếp tục bị cướp, tuy nhiên lực lượng bảo vệ đã kịp thời khống chế bắt giữ tên cướp. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2023, một đối tượng mang theo súng xông vào chi nhánh ngân hàng Sacombank tại khu vực này, bắn nhân viên bảo vệ, cướp số tiền hơn 700 triệu đồng nhưng cũng bị bắt ngay sau đó.